Hôm nay mình sẽ làm món tôm nướng sa tế nha mọi người. Đây là tôm sú loại 2 thôi cả nhà ơi. Loại 1 thì nó to lắm, này loại 2 à. Loại 2 là vừa vừa. Cái hũ sa tế của mình đây. Này sa tế này phi á cả nhà. Sả, riền, tỏi rồi nè, mình phi là mình nêm nếm gia vị rồi. Sa tế này là mình phi ở nhà cả nhà. Mình tự làm á. Chứ mình không có đi mua ở chợ, mình mua đồ xong về mình tự làm, mình tự phi. Bây giờ mình đốt lửa than ở nhà ơi. Có than tí nữa là mình banh ra, mình bỏ tôm lên mình nướng. Đó, tôm mình ướp sa tế này rồi. Tôm mình ướp xong rồi nghe, giờ mình bỏ lên mình nướng. Than mình không rồi nghe, mình banh ra, giờ mình bỏ tôm lên mình nướng rồi cả nhà. Tôm mình nướng xong rồi nha mọi người.